thận là một bộ phận quan trọng trong cơ thể con người. Chức năng chính của thận là làm sạch và thải độc. Nó được xem như một nhà máy giúp cho cơ thể lọc sạch máu. Khi chúng ta ăn những thực phẩm độc hại, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn bình thường. Nếu làm việc quá sức trong một thời gian dài, thận có nguy cơ bị suy giảm chức năng và không còn khỏe mạnh. Vậy, để tránh mắc các bệnh về thận, việc ăn uống thực phẩm sạch đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, thường xuyên ăn thực phẩm có lợi cho thận cũng là một cách bảo vệ cơ thể hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn 8 loại trái cây tốt cho thận nhờ vào việc tác động đến pH của nước tiểu. Táo. Táo là loại trái cây đứng đầu trong các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là loại trái cây tốt cho người bệnh thận. Táo chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, giúp trung hòa lượng muối dư thừa. Không những thế, táo còn có nhiều hợp chất chống viêm có lợi cho cơ thể. Loại trái cây này cũng không chứa natri, một yếu tố gây nguy cơ sỏi thận. Natri trong nước tiểu dẫn đến việc đào thải nhiều canxi, oxalat, cysteine, acid uric và các chất dễ lắng đọng trong nước tiểu. Do đó, đối với những người khỏe mạnh, ăn táo sẽ giúp phòng ngừa bị sỏi thận. Cách ăn táo thông dụng nhất là ăn trực tiếp hoặc là làm nước ép. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng táo như một nguyên liệu tạo ra các món ăn hấp dẫn như salad táo thịt gà, thịt ba chỉ cuốn táo, sườn nấu táo, tôm sú chiên giòn sốt táo, bánh crepe táo xanh, mứt táo, vân vân. Chuối. Chuối thực sự là loại quả thơm ngon bổ dưỡng với hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Kali phong phú trong chuối hỗ trợ cơ thể loại bỏ phần nào nguy cơ sỏi thận. Các nhà khoa học cho rằng người có một chế độ ăn giàu kali cũng giống như dùng thuốc lợi tiểu. Vì khi lượng kali tăng cao, thận sẽ thải ra nhiều muối và nước, làm tăng bài tiết natri, hạn chế tác dụng của các sodium. Bạn có thể có nhiều cách chế biến chuối thành những món ăn ngon miệng và bổ dưỡng như chè bơ sữa chuối, bánh chuối nướng, chuối chiên, kem chuối, chuối sấy, bánh mì chuối, vân vân. Bơ. Bơ được xem là một loại trái cây tốt cho thận. Tương tự như chuối, trong quả bơ cũng chứa nhiều kali, có tác dụng làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Có rất nhiều món ăn hấp dẫn có nguyên liệu từ quả bơ, như sinh tố bơ sữa, kem bơ, bơ nướng trứng, bánh mì phô mai bơ, salad bơ. Dâu tây. Anthocyanin và L-arginine, một thành phần có tác dụng chống oxy hóa trong dâu tây, có thể giúp bạn hạn chế tổn thương thận nhờ loại bỏ các gốc tự do có hại. Có nhiều cách chế biến dâu tây đơn giản mà ngon miệng, như dâu tây đá bào, cupcake dâu tây, mứt dâu tây, bánh mì dâu tây, kem dâu tây, sữa chua dâu tây, vân vân. Tiếp theo là nho đỏ. Nho đỏ giàu chất chống oxy hóa, góp phần giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi hệ tiết niệu, nhờ đó làm giảm áp lực lên thận. Bên cạnh đó, nho chứa rất nhiều nước, có tác dụng lợi tiểu, giúp loại trừ acid uric còn tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Bạn có thể tham khảo một số món ăn từ nho đỏ dưới đây, như kẹo nho đỏ, thạch rau câu nho tươi, nước ép nho, nho khô, siro nho. Cam. Chúng ta đều biết những người dùng liều cao vitamin C có nguy cơ mắc sỏi thận, nhất là nam giới. Tuy nhiên, một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người không được cung cấp đủ lượng vitamin C cũng có nguy cơ bị sỏi thận cao gấp 3 lần. Trong cam có nhiều vitamin C tự nhiên, dễ tan trong nước. Do đó, cam giúp làm giảm cholesterol dư thừa, chuyển hóa thành axit trong dịch mật. Ăn cam không những giúp cho người bệnh bổ sung vitamin C tốt cho thận, còn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe. Cam có thể được chế biến thành nhiều món hấp dẫn khác nhau, như nước ép cam, trà cam táo, gà viên sốt cam, cá hồi sốt cam, salad tôm cam. Đu đủ. Đu đủ giàu vitamin C giúp cho việc ngăn ngừa sỏi thận. Ngoài ra, lượng vitamin E cao trong đu đủ cũng tạo thành chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe nói chung và cả thận. Vì các chất chống oxy hóa có tác dụng loại trừ các thành phần độc hại ra khỏi cơ thể, chúng ta có thể chế biến đu đủ thành những món ăn ngon miệng có lợi cho sức khỏe như đu đủ táo đỏ hạt sen,
mứt đu đủ, sữa chua đu đủ, canh đu đủ nấu tôm, canh đu đủ hầm xương. Loại trái cây tiếp theo đó là Nam Việt Quất. Nam Việt Quất có khả năng hỗ trợ điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nó giúp ngăn chặn vi khuẩn bám vào niêm mạc đường tiết niệu. Bên cạnh đó, Nam Việt Quất cũng chứa nhiều phenol, một chất chống oxy hóa mạnh. Với những đặc tính nổi trội này, Nam Việt Quất là một loại trái cây rất tốt cho thận. Nam Việt Quất có thể được chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như thạch rau câu Nam Việt Quất, siro Nam Việt Quất, ức gà nướng Nam Việt Quất, kem Nam Việt Quất, bánh quy Nam Việt Quất. Nhìn chung, các loại trái cây chứa nhiều vitamin C và kali như cam, chanh, táo, chuối, v.v. giúp ngăn ngừa hình thành sỏi, thích hợp cho những người chưa mắc các bệnh về thận và phòng chống cho người có nguy cơ bị sỏi thận. Mặt khác, những loại quả giàu chất chống oxy hóa như Nam Việt Quất, nho đỏ, dâu tây vừa có tác dụng phòng bệnh cho thận của người khỏe mạnh, vừa có lợi cho những bệnh nhân mắc các bệnh về thận như sỏi thận, suy thận, v.v. Ngoài việc quan tâm tới việc ăn gì để tốt cho người bệnh, bạn cũng nên uống thật nhiều nước, có chế độ ăn nhạt, giảm chất béo để phòng ngừa sỏi thận nha.